Có vẻ như bóng đã lăn qua về cầu môn. Mạnh Hùng rất gọn gàng. Tỷ số trận đấu đã là 6-0. Cú đá chân trái quen thuộc của Phạm Mạnh Hùng. U23 Việt Nam đã ghi được 6 bàn thắng chia đều cho 6 cầu thủ. Thêm một lần chúng ta thấy kỹ năng sử dụng chân trái của Mạnh Hùng. Cú đá không cần nhiều đà. Bóng đi không quá mạnh nhưng hiểm. Có thể nói cái chân trái của Mạnh Hùng là một của hiếm.